Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào đêm qua ngày 13 tháng 5, trên địa bàn huyện Trấn Yên có mưa to và dông sét, khiến một người bị thương, 30 nhà dân bị tốc mái. Người bị thương là ông Lê Tiến Chất ở thôn Linh Đức, xã Minh Quân, bị tấm lợp xi măng rơi vào đầu. Dông lốc cũng đã làm 30 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và lâm nghiệp, ước tính thiệt hại vào khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương đã huy động lực lượng đưa người bị thương tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiến hành dọn cây gãy đổ trên các tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.